Phẫn nộ, cụ già 92 tuổi bị con nhốt trong căn phòng như chuồng lợn. Thời gian gần đây, cư dân mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ sau khi xem đoạn clip về cụ già người Quảng Tây miền Nam nước này bị con cái nhốt vào một căn phòng được mô tả như chuồng lợn. Theo QQ, cụ già trong một quần áo rất bẩn bị nhốt trong căn phòng chật chội, tối tăm, hôi thối như chuồng lợn. Cụ ngồi bên trong một cánh cổng sắt được chặn bằng bó củi bên ngoài. Người đưa đoạn clip này lên mạng nói rằng cụ bà họ Dương năm nay 92 tuổi. Cụ bị nhốt trong chuồng lợn như vậy suốt mấy năm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại thường xuyên bị đánh đập. Trong khi đó, con trai và con dâu của cụ Dương nói rằng cụ thường xuyên không kiểm soát được việc đi vệ sinh, trở thành gánh nặng cho họ. Cụ sợ mình sẽ làm nhà cửa hôi thối nên đã tự nguyện chuyển đến nhà bếp bên cạnh. Họ biện minh, căn phòng này không nuôi lợn nên chẳng thể gọi là chuồng lợn. Ngay sau khi clip được lan truyền rộng rãi, lực lượng chức năng địa phương đã đến gia đình cụ Dương. Tại ngôi nhà, họ thấy cụ Dương vẫn đang nằm trong căn phòng chưa đến 10m² và cả cơ thể bốc mùi hôi thối. Sau đó, cụ đã được đưa ra ngoài tắm gội vệ sinh sạch sẽ và đến bệnh viện kiểm tra. Hiện công an địa phương đang tiếp tục điều tra vụ việc ngược đãi gây sốc dư luận Trung Quốc này.